Trưa ngày hôm nay thì em lại về cho các bác một chiếc xe rất là đẹp luôn, một mẫu hatchback giá rẻ để dành cho mọi nhà, một mẫu hatchback đời cao đấy, xe Việt Nam nữa các bác nhá, chứ không phải là xe nước ngoài, không phải xe Trung Quốc. Nhưng mà đây là một chiếc xe giá rất rẻ và nói đến tên thì ai cũng biết, một hãng xe mà đang làm mưa làm gió tại thị trường nhà Việt Nam nhà mình. Vâng, đây là một chiếc VinFast Fadin Bay 2021. Xe chạy được 2,5 vạn và xe thì về chất từ thân vỏ tôn này, rồi đến toàn bộ máy của xe là còn zin nguyên. Và chiếc xe này cam kết đảm bảo cho các bác là không có đâm va, tai nạn, ngập nước. Vừa về cửa hàng em Vũ Duy ô tô xong. Và chiếc xe này thì em đang bán một mức giá rất là hời các bác nhá. Vâng, chỉ loanh quanh có 300 triệu thôi là các bác đã sở hữu được chiếc VinFast Fadin này rồi. Em này thì được cái là dàn lốp của xe là còn zin nguyên. Đấy, phanh đĩa ABS đầy đủ và động cơ máy là 1.4, khỏe hơn những cái mẫu hatchback cỡ nhỏ nhưng mà lại cùng phân khúc ạ. Và nhưng mà lại được cái là tiết kiệm nhiên liệu và mức tiêu thụ của nó tới rơi vào tầm khoảng 5 lít trên 100 cây. Một dòng xe rất là bền lành, nồi đồng cối đá, động cơ của GM. Đấy nên là các bác yên tâm là không phải lo là động cơ Trung Quốc thì rất là sợ là nó bị hỏng vặt hay là như nào cả. Mà đây là sử dụng động cơ của GM, một hãng xe rất là nổi tiếng tại thị trường thế giới luôn. Và chiếc VinFast Fadin này thì được bác chủ bác cái đặc biệt là bác cái độ lên một cái màn hình kết hợp với cả cam 360 độ, mà khi mà độ cái bộ này lên thì trị giá của bộ độ này là hơn 12 triệu đồng. Cộng với toàn bộ phim cách nhiệt của chiếc xe là phim cao cấp. Nên là riêng cái bộ, cả cái bộ đấy là nó rơi vào tầm khoảng 16-17 triệu đồng rồi. Đấy cũng là các bác đỡ được rất nhiều tiền và được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên tại VinFast hãng luôn nhá. Nên là các bác yên tâm về chiếc xe này. Xe chạy được 2,5 vạn, bảo hành bảo trì hãng đàng hoàng, vẫn còn nguyên. Và xe thì sinh năm 2021. Thời điểm khi mà ra mắt thì bác chủ mà mua được chiếc xe này á là bác ấy đã phải bỏ ra một cái số tiền là rơi vào tầm khoảng 340 triệu đồng đến 350 triệu đồng mới có thể sở hữu được chiếc xe này. Thế nhưng mà tại thời điểm này thì các bác chỉ cần bỏ ra cho em một cái số tiền là loanh quanh 300 thôi là các bác đã sở hữu ngay được chiếc VinFast Fadin Bay 2021 này rồi, rẻ hơn 50 triệu đồng so với xe cùng đời. Và chiếc xe này thì bên em Vũ Duy ô tô đang bán ở một mức giá rất là hời rồi. Bác nào mà yêu thì các bác có thể là nhanh tay qua cửa hàng xem xe trực tiếp nhá. Đây là một chiếc xe vẫn còn rất là ngon. Đấy, ngay từ máy số gầm bệ thì bây giờ em sẽ quay bên trong trước. Sau đó thì ta sẽ cùng đi ra bên ngoài để cho các bác cùng trải nghiệm về chiếc xe này. Em này thì động cơ kính 4 cánh là kính điện hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, toàn bộ cánh điện, kính điện này là phim cách nhiệt các thứ là đầy đủ hết. Đấy, hạ hết kính xuống để cho các bác cùng xem. Nội thất ghế da của xe là ghế da zin nguyên bản, da thì là da cao cấp. Đấy, nên là ngồi sẽ rất là thoải mái, không bị lóng lưng. Và cái dòng này là đặc trưng da của VinFast Fadin. Nó là một cái đặc trưng mà có những cái lỗ thoáng khí này. Đây là một chiếc xe bản 2 túi khí nên là ghế sẽ không có tích hợp túi khí các bác nhá, mà chỉ có ở vô lăng và người phụ bên kia là sẽ có tích hợp túi khí thôi. Vô lăng 3 chấu kiểu dáng thể thao. Đấy, có như ABS xịn sò. Và chiếc xe này thì xe dùng ít mới chạy được 2,5 vạn, chuẩn chỉ là không có tua. Thế nên là các bác nhìn đồng hồ của nó vẫn còn rất là đẹp. À, các cái phím bấm đây này, các cái phím bấm của xe vẫn còn rất là mới. Và xe thì chạy ít nhá, đảm bảo cam kết cho các bác là chạy rất là ít luôn. Vô lăng lái nhẹ nhàng và êm mượt. Đấy, đèn, đấy, có đèn sương mù cũng như là đèn pha của xe. Đấy, như là những chiếc xe cao cấp. Và có hệ thống nâng hạ đèn tự động nhá, nâng hạ đèn, điều chỉnh góc chiếu của đèn luôn, chống trơn trượt. Và các bác có thể nhìn là toàn bộ bản lề ốc của xe là chưa có động chạm. Đấy, chưa có động chạm và chưa có bị mòn một chút nào luôn. Đấy, và các bác có thể nhìn là toàn bộ bàn đạp, chân phanh, chân ga của xe thì vẫn còn rất là mới. Đấy, sàn này, sàn lỉ nhá, đây là sàn lót này. Và phần lót lỉ phía dưới sàn đây vẫn còn nguyên ly lông này. Đấy, em này thì được cái là bác chủ chạy ít và chăm sóc xe rất là cẩn thận. Nên là chiếc xe này sử dụng đến bây giờ là trong gọi là 3 năm. Thế nhưng mà chất xe thì vẫn còn rất là ok. Và xe thì đảm bảo là được cái là không có đâm đụng nhá, không đâm đụng ngập nước cho ăn luôn, không có khoan đục, không có taxi dịch vụ. Đấy, thế đấy là rất là ok. Và cái dòng này là cũng là một cái dòng xe gia đình cỡ nhỏ mà được rất nhiều người lựa chọn vì kiểu dáng này cũng rất là đẹp. Cái thứ hai là máy rất là khỏe, không bị yếu như những cái dòng hatchback, ví dụ như là Morning i10 là không bị yếu như những cái dòng đấy. Và chiếc xe này thiết kế của nó là một cái thiết kế châu Âu. Đấy, nên là cái cả ngay từ các cái phần đèn của xe này nó còn rất là đẹp, sạch sẽ. Đấy, các cái mép keo chỉ của xe là toàn bộ là zin luôn.
Em này thì đảm bảo bao zin tuyệt đối cho các bác luôn và được bảo hành hãng, thế nên là các bác cứ check hãng thoải mái luôn. Đấy, yên tâm luôn mà dùng nhá, không phải nghĩ ngợi gì cả. Và với cái tầm cửa tiền thì đây cũng là một mẫu xe giá rẻ cho mọi nhà. Đấy, 2021, nhưng mà chiếc xe này thì em đang bán được cái giá nó chỉ có loanh quanh hơn 300 một chút thôi. Đấy, hơn 300 một chút mà các bác đã sở hữu được một chiếc xe VinFast Fadin. Đấy, bản bay tiêu chuẩn. Đấy, xe còn ngon cứng luôn và không lỗi lầm. Đấy, và chiếc xe này thì cũng không có độ chân phía dưới bằng sơn màu trắng mà để nguyên form nguyên bản luôn, chưa có độ chế gì cả, có thêm mỗi cái màn hình thôi. Đấy, và mức tiêu thụ là 5 lít mốt đối với đường trung bình, đường trường. Đấy, một chiếc xe rất là xịn sò. Em này thì thua mỗi cái bản đặc biệt, bản full ấy, là cái đèn LED này thôi, nhưng bản đặc biệt thì các bác đã mới mua đấy tầm khoảng 350, nhưng mà bản này thì các bác chỉ cần bỏ ra số tiền loanh quanh hơn 300 thì các bác đã sở hữu rồi, thì thực sự là một cái mức giá rất là êm và hời. Và cái dòng VinFast Fadin này thì bán, nói cho các bác thời điểm này bán là không bao giờ biết mất giá các bác nhá. Các bác mua về đầu tư rất là yên tâm. Đấy, đi thoải mái chán chê như bác chủ ấy, và bác ấy trong vòng 3 năm. Đấy, mà bác ấy mới có kém gọi là một ít thôi. Đấy, một mức giá mà vô cùng hợp lý. Đấy. Thế nên là các bác đi những cái dòng này thì không phải lo lỗ lãi gì cả, tính ra mỗi năm khấu hao khoảng tầm hơn chục triệu thôi. Đấy, cũng như là kiểu mình đi thuê xe một ngày còn rẻ hơn đấy ạ. Vâng, và xe thì gần như là mới tinh, nguyên bản toàn bộ các bác nhá. Đấy, nguyên bản toàn bộ luôn. Và chắc chắn các bác một điều là xe là không có hàn mọt, còn nguyên bản tất cả các cái chức năng thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Máy nổ êm thì thầm, xe còn ngon cứng luôn. Đấy, cam kết đảm bảo cho các bác rồi, nên là các bác cứ yên tâm về là việc chỉ có sử dụng thôi. Đấy, thời điểm này thì đây là một chiếc xe vừa tránh mưa tránh nắng này, vừa đi lại an toàn cho bản thân. Đấy, có xi nhan tích hợp rồi, cam 360 độ tích hợp lề, lùi, tiến đầy đủ nhá các bác nhá. Đấy, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2024. Và máy của chiếc xe thì đấy, em vừa mới về xong, chưa có dọn dẹp nên là khoang máy nó hơi bụi bẩn một chút thôi. Nhưng mà máy của xe là máy zin, máy nguyên bản, chưa có động chạm gì cả. Đấy, có bảo dưỡng hãng và dòng này thì dầu mỡ đầy đủ, bác chủ bác cũng chăm bẵm xe rất là tốt. Thế nên là xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường, không hề có dầu mỡ, không hề bị ẩm máy, và máy số là còn zin nguyên. Cam kết đảm bảo cho bác nhá. Và xe thì có mới chạy 2,5 vạn thôi, nên là không có hơi thừa. Cái đấy thì em sẽ là cam kết rồi, nên là các bác yên tâm. Đấy, đầu răng các thứ của xe là còn ngon nguyên. Và các cái phần đầu này các bác nhỉ, đầu này. Đấy, hay là các cái mép răng này, răng cao su, keo chỉ. Đấy, của xe là còn nguyên, đinh hàn, đinh tán còn nguyên. Đấy. Và cái dòng này cũng là một cái dòng xe giá rẻ vô cùng hợp lý nhá các bác nhá. Trông vậy thôi nhưng mà lại được lái chợ điện nên là rất là nhẹ nhàng và êm ái. Đấy. Tất cả các chức năng của xe là hoạt động hoàn toàn bình thường và êm luôn. Có đèn định vị ban ngày, kiểu dáng trẻ trung và biển Hải Phòng 15A74765. Đấy, xe thì nét cứng luôn và tất cả kể cả các cái phần nhựa trước hay là nhựa sau hay là các cái phần bầu đèn, đấy, chóa đèn của xe là còn ngon nguyên. Và cam kết đảm bảo cho các bác 100% là không có đâm va tai nạn ngập nước. Đấy, giấy tờ hồ sơ pháp lý là chuẩn chỉ đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy, nào bác nào mà yêu thì mời các bác qua xem xe trực tiếp rồi trải nghiệm, lái thử và đi để làm sao cho các bác có một chiếc xe tránh mưa tránh nắng an toàn cho tất cả mọi người. Em này thì nó chơi là la răng đúc, đấy, la răng đúc 10 chấu với lốp 18555, la răng 15 của Continental. Cái lốp này là lốp zin cả dàn, toàn bộ dàn lốp là 2021, lốp zin mới tinh luôn và mới chạy được 2,5 vạn nên là gần như là lốp chưa mòn một chút nào. Đấy, các bác về yên tâm là chỉ có việc chạy thôi. Và đúng là một mẫu xe mà tránh mưa tránh nắng, đi mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Đầu tư tiền thì chỉ hơn 300. Còn nếu các bác trả góp thì em này rơi vào tầm khoảng 150 triệu là các bác đã ring được em này về rồi nhá. Vâng, rất vui khi được các bác có những chiếc xe giá rẻ tại em Vũ Duy Auto. Và rất vui khi được các bác có những chiếc xe mà đi lại an toàn cho bản thân và gia đình. Đây, cam 360 độ này. Đấy, có kiểm soát đầy đủ luôn. Đấy, nên là các bác yên tâm. Đấy, không phải nghĩ ngợi gì nhá. Đấy, xe còn ngon như thế này mà. Vâng, rất là hiện đại luôn. Đấy, có cảm biến trước sau, va chạm an toàn. Đấy. Đấy, nói chung là rất hợp với những ai mà mới lái và những người mà thường xuyên để đi vào những cái chỗ chật hẹp thì các bác lên dùng những cái chiếc xe như thế này thì rất là yên tâm. Đấy, có cả sim 3G, 4G đầy đủ nhá. Ok, cảm ơn các bác nhá và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ bên em Vũ Duy Auto.
Đấy, Vũ Duy Auto chuyên các cái dòng xe cỡ nhỏ giá rẻ, chuyên những cái dòng xe sang chảnh mịn thơm cho mọi nhà. Xin cảm ơn các bác. Đó.